nhằm phát triển thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, phục vụ nhu cầu mua sắm của đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, thì huyện biên giới Mường Trà, tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy các loại hình thương mại gắn với quy mô sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Không cần phải đến chợ huyện mà anh Sùng Ali và nhiều người dân ở xã vùng cao Matiho vẫn có thể lựa chọn mua các mặt hàng thiết yếu cho tới điện tử, điện lạnh ở các cửa hàng tạp hóa ngay tại trung tâm xã. Mình ở đây thì nói chung là mà hàng của chú anh là cũng có nhiều đồ dùng, tất cả như bánh kẹo và đồ điện này, về người sông các thứ là đều có, mình không phải đi xa để mua, mình không phải đi xuống tận trà mua, mình cũng là mua ở đây để dùng, cũng đủ để mình sinh hoạt trong gia đình. Những năm qua, Mường Trà đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khuyến khích các tiểu thương mở rộng kinh doanh, đa dạng các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng do các công ty doanh nghiệp trong nước sản xuất, phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới. Thứ nhất là bây giờ là dân người ta cũng hiểu biết hơn trước, và người ta đi mua sắm thì người ta cũng hay kiểm tra những cái hàng ở trên bao bì, nó có in giá, có hàng mặt hàng thì nó có cả giá và ngày tháng sản xuất ở trên đó. Có những mặt hàng thì nó không có giá sản xuất nhưng mà họ cũng xem những cái mặt hàng đấy nó có đúng cái của cái hãng hoặc cái nhà sản xuất hay không, và cái hạn sử dụng nó có còn dài được bao nhiêu thời gian nữa thì người ta mới mua. Sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện thì cũng tạo điều kiện hết mức cho những cái doanh nghiệp, rồi những cái nhà đầu tư, rồi thì những cái chủ cơ sở buôn bán hàng hóa đấy tạo điều kiện để cho các cái cơ sở này đưa hàng hóa đến những cái nơi vùng sâu vùng xa, những cái nơi vùng biên giới đấy, ba xã biên giới của trên địa bàn huyện. Mặc dù còn nhiều khó khăn, cùng với các địa phương của tỉnh Điện Biên, huyện Mường Trà đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển thương mại một cách bền vững, hài hòa, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.